Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã tới với cả PC Crack Gaming. Thì tiếp tục cái series giới thiệu game của mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái tựa game này đây. Game này có tên đó là Just Cause 3. Cái gì vậy nhỉ? Mình đang ở trên một chiếc máy bay và làm thế nào để xuống nhỉ? Không nghe nó cứ thế này mà. À đây bắn này. Ok, khá là dễ dàng. Sao việc nhẹ lương cao ấy nhỉ? Đứng thế này câu ra. Rồi. Rất là dễ các bạn ạ. Đây là xuống ở cái máy bay này thì cái công việc chúng ta nó mới khó khăn hơn một chút. Ủa cái gì đấy giật cả mình. Tiếp nào. Tiếp tục bắn những cái máy phòng không để cho chiếc máy bay của chúng ta có thể là tiến sâu hơn. Sao được nhảy đấy nhỉ? Cái này hơi lâu rồi thì phải. Khá là ngầu lòi đứng trên đỉnh một cái máy bay. Ôi thôi, mình tự bắn máy bay rồi. Bây giờ thì ấn cái gì để nhảy nhỉ? Spike đúng rồi, nhảy dù. Rồi, game này mình nhớ là có cái chế độ nhảy dù rất là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy ở cái căn cứ này. Mao 2 file Raffing Hook. Ồ cái gì vậy? Mình vừa ấn ship một cái mà nó kéo. À ấn chuột thứ hai. Ồ hấp dẫn nhở. Cụ này đặc sắc đấy. Ồ xem nào, ở đây có gì đây nào. Súng gì đấy? E đổi súng khác à? Như thế này chúng ta có thể leo lên trên khá là dễ dàng với cái chức năng rất là đặc biệt ở đây. Ôi trời ơi. Game rồi im ba này. Xem nào rơi xuống thế nào tao không chết nhỉ? Bay bổng rất là thoải mái các bạn ạ. Khi mà chúng ta lên trên kia. Xem nào. Bắn vào đây. Cứu người. Bắn không quay chuột cho nên khá là khó các bạn ạ. Xả hết cả băng mà chả trúng gì. Mày bật anh à. Rồi như vậy có lẽ chúng ta đã cứu được anh chàng Martin này. À Mario, Martin nhìn nhầm. Lại là cái tiếng, cái gì đấy, ôi, tỉnh đấy. Nice work Mario, làm tốt lắm. Mượn on way cover yourself. Ôi, kìa, cô gái không nhìn lại phía sau, sợ thật chứ. Đầu lòi đến thế là cùng. Rồi để mình tua qua cái đoạn này đi nhá, không nói rông dài, tốn thời gian của chúng ta đúng không nào. Game này thì mình vừa mới đao thôi. Và mình cũng thậm chí mình còn chưa đọc cả cái cốt truyện của nó nữa. Ôi ném bom mọi người. Ôi. Ấn nhầm nút các bạn ơi. Mình cứ tưởng ấn F là có thể chui vào xe mà thực sự này là ném bom à. Để mình ra coi lại cái bảng controller một chút. Game này thực sự thì mình vừa mới đao vậy thôi. Mình cũng vừa mới thử thôi. Thử vào game chơi xem như thế nào chứ mình chưa biết nhiều nút này. Nãy thì mình xem hình như là hơi nhiều nút vậy. Lại phải loading lại từ đầu. Khá là nhọ. Tuy nhiên ném lựu đạn ra. Các bạn đợi một chút nhá. Option N. Sau đó thì là đó là đây PC controller đây. Car. Turn left, turn right. Tiến. Làm sao để vào. Get in thôi. Look back. Mà khoan đã, sao nó lại có nhiều cái này. Di chuyển này. Đây là riêng di chuyển thôi nhá. Ui. À. Tô bài, ủa nhiều thế nhờ. Thế này thì mệt mỏi đây.
ấn E đây, trên bản đồ nó trên màn hình nó có hướng dẫn chúng ta, đó là get in the cái gì vehicle, đây là tên của xe à, còn lái okay, có lẽ là khá là dễ rồi, thậm chí có cả hướng dẫn chỉ đường ở ngay trên đường ấy, các bạn thấy đấy đúng không nào. Những game bắn súng bom tấn này thường được đầu tư rất là nhiều, không giống như là cái gì nhỉ, cái game đó là Tom Clancy Ghost Recon Wildlands đúng không nào, được đầu tư rất là nhiều về cái mảng gameplay cũng như là cái map bản đồ nữa. Đây bản đồ rất là rộng, cũng giống như là Tom Clancy, nó còn rộng hơn nhiều so với cả Tom Clancy Ghost Recon Wildlands luôn, kinh khủng. 60GB quả là không thất vọng đúng không nào. Trong game này thì các bạn có thể nói là sẽ phiêu lưu rất là lâu ấy. Ôi, tránh ra. Chế độ lái xe hơi khó so với cả Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Các bạn download game này về thì có lẽ là sẽ cày cả mấy tuần thì có lẽ mới phá đảo ấy nhỉ. Tom Clancy mình mất khoảng tầm hơn 2 tuần mình phá đảo được. Chúng ta sẽ đi đến đâu? À cái điểm vàng trên bản đồ các bạn thấy đúng không nào? Nó còn khoảng tầm mấy trăm mét nữa kìa. Đang bị bắn rất là rát ở khắp cả hai bên đường. Thanh niên này thì chui ra ngoài, ăn cổ điện đấy, ăn cổ điện đấy. Đây rồi, chúng ta sẽ lấy cái xe tăng này. Ô ai đồng minh à? Kìa rồi, đối phương kìa rồi. Mình sẽ làm cỏ đám này trước khi vào cái xe tăng. Check in quả xe tăng. Ăn bom đấy. Ôi bắn cả đồng đội rồi, chết rồi, xin lỗi nhá. Thôi rồi, có lẽ là bắn sẽ không bao giờ hết đâu, cho nên là mình sẽ vào xe tăng rồi thôi. May hả bữa ấy. Ô bắn thấm hẳn các bạn ơi. Trời. Nhưng mà cái xe này như là thủng bánh mất rồi. Đây có cả hai đạn, đạn 6 nòng và đạn cái gì nhỉ, rocket này. Đúng rồi, rocket. Chúng ta có thể quẩy tưng bừng ở đây. Sao bọn này đông thế nhỉ? Đấy, mình sẽ bắn hết mấy cái xe của tụi nó đi là xong thôi. Như xong rồi thì phải. Vẫn còn à? Bắn tung nhà à? Rồi, bây giờ mình sẽ chui ra thôi. Ta sẽ đi đâu tiếp nhỉ? Có lẽ là qua được phần chapter luôn rồi. Skip tiếp nào. Cái 60GB khác, game nặng, nó đầu tư rất là nhiều về cinematic. À, lái máy bay này. À, control ship à? Chúng ta phải dí phím ship các bạn ạ. Lái máy bay lên được. Vậy, Woo. Rất là nhạy, cái nút rất là nhạy. Ta sẽ liệng nó là ôi liệng thật sự là khó lái hơn là Tom Clancy rất là nhiều. Trông cái gì sắp lật đấy. Thôi có lẽ sẽ để như này thôi. Bây giờ thì mình sẽ ấn control để có thể hạ cánh xuống. Hạ cánh đúng trong đây à? Đây. Lại xa quá rồi. Khó thế nhỉ? Tiến lên tí nữa. Rồi ở đây, ôi quá rồi. Ôi, thôi xong, tan xác. Trời đất ơi, cái game này. Sao lái cái trực thăng này khó thế. Lại phải loát lại. Bay lại trực thăng đoạn này.
Game này nhìn sơ qua có vẻ tính hành động khá là cao khi mà chúng ta có thể nói là vừa vào game bắn nhau liên tục đúng không nào? Thì cốt truyện của game này là gì thì mình có lẽ là mình cũng chưa đọc qua. Mình thấy game này nó cảm giác hay hay cho nên mình đào về và hướng dẫn các bạn là click cài đặt luôn. Chứ mình chưa nghiên cứu về phần cốt truyện. Được rồi, may quá không phải bay lại trực thăng. Cứ xuống ra nào. Các bạn đợi chút nhá. Có lẽ cái tốc độ chuột của mình nó hơi cao. Đi. Không phải. Ở đâu nhỉ? Controller keyboard ở đâu nhỉ? Gamepad keyboard. Có lẽ là đây. Oh, Gamepad ở đây. Cái này như là cái điện tử cầm tay. Không phải đấy. Gameplay xem nào. À, camera sensitivity đúng rồi. Hạ nó xuống. Room game à? Đúng vậy. Tốc độ chuột được cải thiện rất là nhiều. Không còn liệng quá nhanh á. Hay đạn R rồi là cận chiến mới là gì nhỉ? Ui. Có lẽ cái này là cái ấn tượng nhất của tựa game ở đây. Bạn có thể nhảy lên bất cứ một cái cây nào mà bạn muốn các bạn ạ. Làm sao để xuống? Z, X, W, A, D, Q, E, R, F, G, Spike. Spike các bạn. Ô, nhưng mà có vụ này nữa à? Hấp dẫn đấy, để mình thử lại nhá. À, C là đánh gần này. Tab là bản đồ. 1, 2, 3, 4 là các cái nút đổi súng. Thực sự là cái này vô cùng hấp dẫn các bạn ạ. Yeah. Bật dù bất cứ lúc nào. Ê, mắc rồi, mắc rồi, mắc rồi, mắc rồi. Đây. Ô, còn ai nữa đâu bắn. Đây. Việc rất nhẹ và lương rất là cao. Đừng bắn thôi. Cầm gậu shotgun và sấy. Ui. Trực thăng à? Trực thăng với anh à? Dùng hết. Còn ai nữa không? Tiếp theo nào. Xong rồi. Chúng ta lại qua màn tiếp. Lại là cinematic. Sao mà đầu tư nhiều quá nó lại hơi nhảm đúng không nào? Nói nhiều quá. Mà mình không nghĩ là có cái chức năng nhảy dù nó lại thú vị đến như vậy ấy. Cái gì đấy? Mission complete. Như vậy chúng ta đã qua một màn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi kia. Có lẽ các bạn sẽ cần một thời gian ngắn để có thể làm quen được cả với cả cái gì nhỉ? Cái hiệu ứng này. Cái gì đây? Đây đúng chỗ này. E. À, bắt đầu nhiệm vụ mới, chúng ta sẽ đứng vào cái vị trí đó bằng phím E. Nữa. Mệt ghê vậy đó. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Bắn nhau tiếp nào. Thật sự là mình muốn có một đây. Đây, bây giờ thì đã đến đó là cái chế độ tập luyện rồi này. Hay là sao nó cứ rơi tự do này nhỉ? Có lẽ là có cách nào đó điều chỉnh để chúng ta có thể nhuần nhuyễn hơn trong cái việc đó là vừa bung dù vừa di chuyển cũng như là bám dính vào các cái mảng tường. Khá là thú vị các bạn ạ. Cứ như là chúng ta đang là nhân vật chính của bộ phim Hollywood vậy. Nhân vật hành động này nó là vô cùng tuyệt.
Còn hình ảnh đồ họa các thứ thì khỏi chê rồi. Gì vậy? Hỏng rồi à? À, có lẽ bí quyết chính là nằm ở cái tay này của chúng ta đây. Thôi rồi, skip tiếp nào. Nói nhiều quá. Giữ. À, thế nào nhỉ? Arm and replay Angel teaser. Ho, Mao Chu. Hơi khó hiểu một chút. Rồi, xong rồi, làm gì đây? Oh shit. À, ra là vậy. Chúng ta sẽ tạo một điểm nối giữa hai vật lại, sau đó thì mình sẽ làm lại cho các bạn coi nhé. Đây đi. À, hâu chứ, nhầm. Nó giữ. Sau đó tìm ship nó tự động kéo lại. Cái dây sẽ bị kéo lại á. Còn nếu chúng ta ấn một cái rồi chúng ta sẽ lao tới cái vị trí đó. Ship. Máy. Rồi, bây giờ chúng ta làm gì nữa nào? Không có gì hướng dẫn à? Ơ, những điểm vàng đâu nhỉ? Destroy on child object in the outpost. Child object in the outpost. Nhầm nữa rồi. Ôi! Trời đất ơi, phải giữ phím ship các bạn ạ. Chứ không phải là chúng ta chỉ có ấn phím ship một lần. Oh shit, cái gì đấy, giật cả mình. Woo, woo, woo. Bắn nhanh. What the hell? Nãy mình chỉ ấn một phím ship thôi, chứ bây giờ phải giữ phím ship luôn. Như vậy mà kéo lại, ơi thôi nổ mất rồi. Lại ấn nhầm rồi. Lại nào. Boom. Rất ấn tượng đúng không nào. Vua phá hoại. Whee. Whee. Còn một mục tiêu nữa thôi, có lẽ là cái bình to đùng rồi. Chạy ra, đi rất xa đã. Yeah. Đúng vậy, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu. Nhiệm vụ cái gì nhỉ? Cái quá trình huấn luyện đầu tiên đã kết thúc. Còn hai quá trình huấn luyện nữa. Không có cái, có một cái chế độ đó chạy nhanh kìa. Ôi, lại nữa rồi. Thôi rồi, đó là một chung. Nói chung đó là một chút cái về đồ họa cũng như là cách chơi của cái tựa game này. Bây giờ thì mình sẽ ra và hướng dẫn các bạn download và collect cái tựa game này nhá. Mình sẽ ADTF 4 này.